Vâng, chào các anh chị các bạn. Chúng ta tiếp tục video này. Bài học hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái phần rất là ngắn để tổng kết lại các cái kỹ năng mà online sale hoặc là kinh nghiệm sale các anh chị cần, đúng không ạ? Đó chính là cái kỹ năng về xây dựng quy trình và chính sách bán hàng. Thì tôi đánh giá rằng là cái việc chính sách bán hàng của một doanh nghiệp này so với một doanh nghiệp này nó tốt hơn hay nó kém hơn, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là cái quyết định mua của khách hàng. Bởi vì trong cái hành vi mua của khách hàng luôn luôn có cái sự so sánh. Họ so sánh về giá, so sánh về chính sách, so sánh về bảo hành, so sánh về thương hiệu, đúng không ạ? Và các cái dịch vụ. Nói chung là khách hàng họ luôn luôn tìm kiếm để có được cái lợi ích tối đa cho cái quá trình mua sắm của mình. Vì vậy tôi đánh giá rằng việc xây dựng chính sách là một việc rất quan trọng và dành cho cái cấp độ quản lý. Còn đối với những người là nhân viên kinh doanh thông thường thì chúng ta phải biết để chúng ta đề xuất các cái chính sách mới, đúng không ạ? Ví dụ như chiết khấu cao hơn, thanh toán linh hoạt hơn, giao hàng xa hơn, bảo hành lâu hơn, đúng không ạ? Đóng gói nhỏ hơn. Đấy, chúng ta phải nghiên cứu hết những cái nhu cầu của khách hàng, những phàn nàn của khách hàng để chúng ta đưa ra một cái bộ chính sách dành cho bán buôn như thế này, dành cho bán lẻ như này, dành cho nhượng quyền như thế này, dành cho các cái loại hình chúng ta xâm nhập vào kênh phân phối để chúng ta làm. Thì các cái chính sách này nó phải rất là hợp lý cũng như là rất là linh hoạt để làm sao mà nó phù hợp với cái nhu cầu thực tế của thị trường và cái biến động của thị trường với cái quá trình làm kinh doanh. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải xây dựng rất nhiều các quy trình, từ quy trình gọi điện thoại, quy trình chăm sóc khách hàng, quy trình chốt đơn, quy trình xuất kho, tùy từng cái mức độ phức tạp của công ty thì chúng ta làm. Bởi vì trong cái quá trình chúng ta làm, đặc biệt là về nghề sale ấy, thì nó có vô vàn những cái điều xảy ra. Ví dụ như là chúng tôi giao hàng cho khách, chúng tôi bán giày đấy, chúng tôi giao hàng cho khách thì cái việc xuất kho là việc của kho hàng, cái việc giao hàng là của ship, cái việc chốt đơn là của người chăm page và chăm web, cái người gọi telesale đấy là người phụ trách chăm sóc hàng. Như vậy cùng một cái sản phẩm, một cái khách hàng như vậy, chúng tôi có 4 bộ phận độc lập, cho nên chúng tôi phải có quy trình cho từng bộ phận và có quy trình kiểm soát chéo giữa các bộ phận. Đấy, cho nên là chúng ta phải xây dựng các quy trình bán hàng, quy trình của các bộ phận và quy trình của cả đội nhóm của cả công ty. Phải có quy trình kiểm tra chéo giữa các cái bộ phận với nhau. Bởi vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì chiều nay khách hàng gọi là tại sao tôi mua một sản phẩm mà các anh chị lại chuyển hai? Bộ phận kho bảo không, em chỉ chuyển một. Nhưng tại sao khách hàng lại chuyển hai? Bởi vì trong cái hộp giày mở ra có hai đôi giày. Đấy là một điều rất vô lý. Thế thì không biết đổ lỗi do ai, có chắc chắn là nó phải sai ở đâu đó. Thì chúng ta cần phải kiểm tra chéo, có đúng không ạ? Tôi chỉ lấy một cái ví dụ như vậy. Thế rồi nếu mà các bạn có cửa hàng, cửa hiệu hoặc là chuỗi thì chúng ta cũng phải có cái biểu mẫu để kiểm tra cửa hàng theo các cái tiêu chí mà chúng ta đưa ra, đúng không ạ? Ví dụ nhân viên có mặc đồng phục không, có đeo thẻ tên không, có trang điểm không, có làm việc riêng hay không, cửa hàng có sạch sẽ hay không, có ngăn nắp hay không, có các cái biển hiệu đầy đủ đèn điện sáng hay không, có âm nhạc hay không, kiểu như thế. Tất cả những cái gì chúng ta muốn kiểm tra thì chúng ta liệt kê ra, chúng ta tích và chúng ta cho điểm. Nhân viên bán hàng có giới thiệu sản phẩm và giới thiệu chương trình khuyến mại hay không, chúng ta có thể giả mua hàng để xem là họ thử cái khả năng của họ như thế nào. Thì chúng ta có rất nhiều những cái cách để chúng ta kiểm tra theo chuỗi để chúng ta làm cho nó hiệu suất, hiệu quả. Thế rồi thì chúng ta cũng phải thường xuyên đào tạo cho nhân viên bán hàng, cho đội ngũ của chúng ta về tư cách, về kỹ năng chốt sale, về kỹ năng bán hàng, về kỹ năng chăm sóc khách hàng, về kỹ năng online marketing, đúng không ạ? Thế thì tất cả những cái thứ đấy cộng với các cái kỹ năng ở đằng trước như là chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Thuyết trình, đàm phán, làm bộ sale kit, trình bày, rồi thì online marketing vân vân, thì nó sẽ khiến cho chúng ta có một cái bộ công cụ rất đầy đủ. Và như tôi nói là trong cái video của chúng tôi là tôi tổng kết lại một số những cái hướng như vậy để giúp các anh chị hình dung ra được tốt hơn. Vâng, và để không mất thời gian của anh chị nữa thì xin phép hẹn lại anh chị trong video phần bài học tiếp theo của series video King of Sales by Phan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong phần tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.